Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử hai cựu bộ trưởng và 36 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 20 ngày. Hiện có hơn 70 luật sư bào chữa đăng ký tham gia phiên tòa, trong đó cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có 4 luật sư bào chữa, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh có 1 luật sư bào chữa. Tất cả bị can, bị cáo, bị án ở các tỉnh, thành phố trên cả nước có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Kistep Việt Á đều bị triệu tập đến tòa. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Công ty Việt Á về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố. Theo kết luận điều tra, trong hơn 4 năm, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 1 năm 2022, ông Quyết đã chỉ đạo em gái mượn chứng minh nhân dân của 45 người, thành lập và đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng, thổi giá cổ phiếu. Tính đến thời điểm này, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã hoàn thành đặt hàng 10 trên 10 loại vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ các nhà sản xuất trong nước để nhanh chóng phân bổ, chuyển đến các địa phương ngay những ngày đầu tháng 1 này. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã ký hợp đồng đặt hàng 9 loại đủ để tiêm chủng đủ mũi cho trẻ em chưa được tiêm trong năm 2023 và các trẻ đến lịch tiêm trong 6 tháng đầu năm nay. Riêng vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy cấp là vaccine mới sẽ đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi, dự kiến sẽ được triển khai từ quý 2 năm nay. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 4 năm nay, Cơ quan Bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu thử nghiệm việc gửi và nhận dữ liệu điện tử, giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại. Sau khi thử nghiệm sẽ triển khai chính thức trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7. Theo kế hoạch, trong năm 2024 này, Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp cùng với Cục C06, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu triển khai tích hợp hai loại giấy tờ này trên các ứng dụng VNEID, VSSID. Khi đó, người bệnh làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên hai ứng dụng trên. Điều này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi, tiện ích cho người bệnh ở và cơ sở khám chữa bệnh. Tỉnh Điện Biên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn là điểm tổ chức năm du lịch quốc gia 2024. Lễ hội đua thuyền đuôi én được tổ chức tại thị xã Mường Lay là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Điện Biên trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Ngay từ sáng sớm của ngày đầu năm mới năm 2024, tại thị xã Mường Lay, một thị xã rất là đẹp ở nơi cuối trời Tây Bắc, đang có rất là nhiều bà con nhân dân cùng du khách thập phương đến để tham dự một chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Mà một trong đó là điểm nhấn, đó là lễ hội đua thuyền đuôi én. Đây là một cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái cũng như là các cư dân vùng lòng hồ sông Đà. Lễ hội đua thuyền đuôi én được mở đầu bằng nghi lễ tế thần sông nước. Nghi lễ này có ý nghĩa cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, không xảy ra thiên tai để người dân yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với nghề sông nước. Đây là lần thứ tư tôi đến lễ hội Mường Lay. Và đưa đến từ thị xã Mường Lay của chúng ta đã hoàn thành xong lần đua thứ hai của mình. Lần thứ tư rồi nhưng mà tạo cho tôi rất là nhiều kỷ niệm với lại nhiều cảm xúc khác nhau. Đây là lần thứ 9 lễ hội đua thuyền đuôi én truyền thống được tổ chức. Năm nay có 19 đội đua của 3 tỉnh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Cuộc đua được diễn ra trên lòng hồ sông Đà, nơi hợp lưu của 3 con sông, tạo nên một nét riêng có của thị xã Mường Lay. Chúng em đến đây tham gia giao lưu và học hỏi. Trong những ngày đầu xuân năm mới này thì cái tinh thần đoàn kết của các dân tộc và đồng bào trên cả nước thì huyện Tổ Chùa hôm nay chúng em cũng tham gia với trên tinh thần giao lưu với lại các huyện. Lễ hội đua thuyền truyền thống đuôi én tái hiện lại vẻ đẹp lao động sông nước của cộng đồng dân tộc Thái trải qua bao đời nay. Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, tăng cường đoàn kết, chung tay giữ gìn, bảo tồn các nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Không chỉ trải nghiệm các cái nội dung truyền thống như là đua thuyền đuôi én, mà năm nay chúng tôi cũng có những nét mới như là chúng tôi cũng sẽ là tổ chức thêm các cái hoạt động như ván dù lượn để cho là bà con nhân dân có những trải nghiệm mới thêm
về các cái sản phẩm trên cơ sở thế mạnh của địa phương, và du khách cũng sẽ trải nghiệm thêm về cái vẻ đẹp về mảnh đất con người của thị xã Mường Lây. Với những tiềm năng, lợi thế vốn có về những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc anh em trên mảnh đất biên cương, Điện Biên đang từng bước phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của Trung du miền núi Bắc Bộ.